Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Tay Channel. Và các bạn ơi, hôm nay em mình lại đến với series khá là quen thuộc về thành phố Rồng nha. Wow, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với ui mới đăng nhập đầu tiên trong ngày thì anh em mình sẽ nhận được một cái phần thưởng nhẹ nhẹ sương sương. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ nghía nhẹ. Wow. Ở đây chúng ta đang có cái event đó chính là Blood Island nha mọi người, một cái event khá là thú vị ha. Rồi, với cái event này thì anh em mình sẽ sở hữu được thành viên thuộc dòng là... Ui, con này thuộc dòng L thôi à. Wow, dòng này Dragon City hơi bèo nha. Ít ra phải cho được dòng M chứ hả. Ở đây thì anh em mình vào xem thử những cái phần thưởng mà anh em mình sẽ nhận được ha. Ui, rương Heroic. Wow, ở đây thì cũng khá là ổn nha mọi người. Chỉ có điều rồng đó là không có ra được cái em hệ M xịn xịn tí cho anh em mình chơi ha. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nha cả nhà. Nhiệm vụ của anh em mình sẽ là đi thu hoạch 4.000 thức ăn. Đây. Wow, chỗ này hơi căng ha. Anh em mình đang sử dụng gọi là mua cái lượng thức ăn hơi bị bèo. Chỗ này chúng ta sẽ đi mua cái lượng thức ăn xịn xịn tí nha mọi người. Ở đây thì 20 triệu vàng chúng ta sẽ lên được tới là 165.000 thức ăn nha. Đây cũng là một cái lượng thức ăn kha khá để anh em mình quậy đây. Rồi và Hunter thì cũng có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào muốn mở các gói trong game các bạn có thể liên hệ bên mình nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game kèm thêm một ít phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo là nhà phát hành ban nick hay là khóa nick của các bạn nha. Rồi và mình thì cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn cho anh em luôn. Anh em nào muốn mua những cái nick xịn và để chơi game các bạn cũng có thể liên hệ mua bên mình ha. Rồi còn liên hệ thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook hoặc là Zalo luôn nha. Bây giờ thì anh em mình còn vỏn vẹn tầm khoảng là 1, 2, 3. Chúng ta mua cái lượng thức ăn. Rồi sau đó thì bạn nào mà đã mở được cái đây, bạn nào mở được cái này thì chúng ta sẽ giảm được cái khoảng thời gian để ra thức ăn nha. Giống như là 24 tiếng thì nó giảm còn lại là khoảng 16 tiếng. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với khu vực là... Ui, chưa, đang làm nhiệm vụ ha. Chỗ này thì... Rồi, xong nhiệm vụ. Một trận trong khu vực list. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với khu vực list. Và bây giờ bắt đầu đại chiến coi. Wow, vàng rồng cũng khá là ngon. Lần này mình sẽ đến với thành viên Harry Stream. Các bạn thích mình review về bé yêu nào thì đừng quên để lại bình luận cho Hunter biết và để Hunter sẽ review theo yêu cầu của mọi người nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thành viên đó chính là Heroic. Con này là ma cà rồng nha các bạn. Bé này là thuộc ma cà rồng và là Sinful, một trong những con rồng mà mình cũng rất là thích nha. Bé Sinful này thì sở hữu sức mạnh hệ M đó. Ui, về sau thì Dragon City đã nâng cấp lên và hiện tại thì đã chia rồng ra những cái bậc giống như là M rồi Heroic hoặc là dòng L đó. Những cái bé đặc biệt thì nó sẽ nằm ở cái ngưỡng ở giữa nha. Đây, giữa hệ Heroic và hệ L thì chúng ta sẽ có dòng M. Rồi, khu vực này thì anh em mình sẽ giao lưu nhẹ. Hiện tại thì cái bé M này của mình, cái thành viên thuộc hệ đó là ma cà rồng đang gọi là level 70 và maximum luôn rồi các bạn ơi. 5 sao vàng lấp lánh. Wow, một mình cân 3 đối với mấy các bạn này. Ôi, kỹ năng hút máu luôn, quá tuyệt vời ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đến với một các bạn level là 136 nha. Đó, thoải mái thể hiện luôn. Wow, em này là nhân vật cuối cùng. Ui, bé này thì có thêm một cái nữa, đó chính là Phượng Hoàng với kỹ năng hồi sinh nè. Victory. Arena. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với khu vực Arena và cần win. Ui, chỗ này thì đi nhận thưởng cá nhau mọi người. Chúng ta sẽ nhận thêm được 5 viên game. Wow, một cái bé tăng sát thương.
Ôi, lại cho mình cái bét này hơi cùi bắp. Rồi, ở đây thì anh em mình nhận được ống nghiệm heroic. Đó, và hắn thầy cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người để các bạn có thể nâng sao hay là summon cho rồng nha. Chỗ này thì chúng ta sẽ mang rồi là cái vàng xịn sò. À, mùa giải lần này thì anh em mình cần con nào có cái chiêu hệ mặt trăng với lại là tuyệt chiêu đây, hệ mặt trăng hoặc là cái này thì chúng ta sẽ được búp thêm một cái lượng máu rồi là cũng kha khá nha mọi người. Chỗ này thì chắc có lẽ là mình sẽ mang cái thành viên này đi. Con này là có chiêu huyền thoại với lại là chiêu mặt trăng luôn. Đó, như vậy thì anh em mình sẽ có một cái lượng máu khá lớn để chiến đấu một cách ok hơn. Ở đây thì mình có thành viên là Heroic Stream. Bé này thì với kỹ năng đánh lan thì cũng rất là đỉnh, chứ có điều là lượng máu không được búp trong khu vực này cho nên lượng máu nó khá là thấp. Rồi, anh em mình sẽ tận dụng những cái bé khác để có thể giúp đỡ cho bé Heroic Stream chiến đấu một cách gọi là ok hơn. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ cho bé bạch tuộc này đi nha mọi người. Sở hữu sức mạnh đến từ dòng Heroic và thành viên bạch tuộc này là một trong những con cũng thuộc dạng bá đạo rồi hen. Với cái lượng máu lên tới là 573.000 khi ở mùa giải lần này và chúng ta đang được gọi là búp một cái lượng máu rất lớn nha. Wow, hạ gục thành công được một em. Rồi, với kỹ năng nhây cực đỉnh của anh em mình thì chúng ta sẽ đến với Heroic Stream. Và bé này thì sẽ kéo một cái lượng máu gọi là cực kỳ khổng lồ luôn. Victory. Wow, vàng rồng tiếp theo thì team bạn có một cái hệ, đó chính là hệ Kamas. Hệ Kamas nó thuộc dạng gọi là ghê gớm nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cho cái bé này với 573.000 máu và cho nó ra nó solo nhiệt tình với đội hình của team bạn. Sau khi mà nó bế xong thì chúng ta sẽ ui cha. Mình sẽ đến với là tuyệt chiêu của cái bé Rim. Đó. Lượng máu tuột kha khá rồi. Ôi, mình bị quất hai lần. À, búp 400 mấy chục ngàn máu cho thành viên này luôn rồi nha. Đây, bé yêu này sương sương đã búp một cái lượng máu gọi là khá là khổng lồ ha. Ôi, victory. Wow, bạn này là mít in Việt Nam ha. Rồi, đầu tiên thì giao lưu nhẹ nè. Ôi, mẹ nhiễm sát thương. Tên bản tới hai con thuộc hệ AMB lận các bạn ơi, kèo này hơi khoai nha. Ôi, ca này có vẻ gọi là không có ổn áp cho lắm. Ở đây mình đang có sát thương nhân 2. Vẫn là miễn nhiễm các bạn ơi. Wow, một phát một đẩy thành viên mình đi du lịch luôn. Ôi, kèo này căng thiệt luôn á nha cả nhà. 452.000 máu. Đây, mình rất là lo sợ là team bạn nó sẽ kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương á mọi người. Wow, hơi rén ngang rồi nha. Rồi, thành viên tiếp theo. Lần này thì anh em mình sẽ đến với bé đặc biệt nha. Ôi, căng dữ. Ôi, vẫn là miễn nhiễm sát thương các bạn ơi.
khoai thiệt sự. Có xét thương nhân 2 nhưng mà gọi là quýnh mà nó không vô mới căng. Ây cha, lại bị nhiễm nữa rồi. Chơi như vậy thì rất là khó với mình. Nó là cứ tem bạn mình đánh nhưng mà nó cứ bị nhiễm hoài, đánh rất khó chịu luôn á cả nhà. Rồi. Ôi. Không ổn rồi cả nhà ơi, khoai thiệt luôn. Chiêu gì đây? Thêm được một lượt đánh nữa. Ôi nhưng mà bây giờ anh em mình phải gặp với Quyên một cái con nó nhiều máu hơn mình cả nhà. Ôi toang rồi. Thôi xin nói lại thêm một lần nữa rồi, giờ anh em mình sẽ sử dụng được kỹ năng hút máu nè. Ôi ôi còn một chút xíu nữa thôi là hạ được. Mình chỉ cần một chút xíu nữa thôi. Thiệt tình thiếu đam các bạn ơi, thiếu mà thiếu không nhiều nha. Mặc dù team bạn rất mạnh nhưng mà thiệt tình là gặp cái dòng Karma đó các bạn. Như mọi người biết đó, thì cái dòng Karma nó có cái khả năng gọi là miễn nhiễm sát thương. Nếu như mà không gặp cái dòng đó thì ok anh em mình kéo được ha. Mà gặp hai con hệ Karma mà đều gắn rồi bé tăng máu hết trơn luôn. Thiệt là một cái pha khá là căng. Rồi trước đây thì anh em mình sẽ đến với là bé Bạch Tuộc đi. Ôi với cái lượng máu 590.000, một cái lượng máu cũng khá là to nha. Ôi đúng rồi, mình sẽ tận dụng cái lượng máu này và mình xài thành viên là bé Heroic Dream để chúng ta đó cưa cả ba thành viên của team bạn. Thôi ôi gãy cánh luôn, căng vậy. Chơi chiêu đặc biệt cơ nè, chiêu này là thêm lượt đánh, bế thêm cái nữa rồi. Rồi chỗ này nè mình chơi chiêu đánh lan nè. Ôi xóa sổ được bé Heroic Dream của team bạn cho nó đỡ hồi sinh lại các bạn. Chứ chơi cái con đó mà nó hồi sinh cũng căng lắm. Wow, trận tiếp theo thì đến với được hai thành viên thuộc dòng là Heroic VIP nha. Ây chà, mạnh mẽ dữ. Rồi, victory nha mọi người. Ui, vàng này hơi xịn nha. Kèo này thực tình là một cái ca rất khó nha các bạn. Đây là một cái vàng gọi là ba con đều là Heroic VIP hết. Anh em mình sẽ tận dụng cái tuyệt chiêu. Đây, gọi là đó, phá giáp nhẹ trước cái. Wow, ôi nó quýnh hai lần luôn. Ôi không ổn các bạn ơi. Tay bạn nó quýnh hai lần mà nó đã phá cái kỹ năng đặc biệt của mình rồi. Nó phá cái kỹ năng gọi là hồi lại của mình rồi. Hơi khoai. Rồi sau khi mà ép cái lượng máu của team bạn thì bây giờ anh em mình sẽ ôi hồi sinh trở lại luôn. Được cái là anh em mình đang có dàn máu khá trâu nha. Đó
Nhưng mà bây giờ nó sẽ hồi sinh là một con. Cái này nó hơi khoai nè. Nó hồi sinh 20 mấy chục ngàn máu luôn. Ôi, lưỡi hái tử thần của mình hái không được nhiều. Có cố gắng rồi, là cái này là pha này gọi là có cố gắng. Chiêu gì đây? Rồi, thêm lượt đánh. Tuyệt vời. Ôi, bây giờ tới dòng Karma. Một cái dòng rất là khoai. Mỹ nhiễm sát thương là anh em mình thấy gọi là rung với con này liền. Ôi, chơi kỹ năng đánh lan, bé bên trong mình còn có miếng máu à. Wow, đang khá là hồi hộp. Ôi, nó chơi kỹ năng hút máu, 303 ngàn. Đây, mình cũng bật cái kỹ năng hút máu của nó lại. Nhưng mà dường như là, ôi, cái con này nó đang sát thương nhân 2 hả mọi người. Cái pha này nó khoai hơn mình nghĩ nha. Và đây là tuyệt chiêu của bé Gon. Ôi, ép cái lượng máu rất ổn nha. Rồi, victory các bạn, trận này rất khó nhưng mà anh em mình vẫn qua được nha. Rồi, và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh Tây một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ bên mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.